Thưa quý vị, liên quan đến bị can Nguyễn Thị Hằng Hà sinh năm 1995 đã bị khởi tố bắt tạm giam trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự. 3 đối tượng gồm Mai Anh Tuấn sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh là nhân viên quán cầm đồ tại số 143 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Trần Văn Bính, sinh năm 1995, thường trú thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Tạm trú số 463 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh và Lương Thúy Hồng, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tham gia chơi tiền ảo trên mạng Internet, tức tiền điện tử Bitcoin. Và các cược trực tuyến trên các trang mạng phần mềm GoMask, Go88 do thua lỗ nhiều tiền nên đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm dụng tài sản của mấy người với tổng số tiền là 4 tỷ 494 triệu đồng. Ngày 12 tháng 10 năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh PC01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Mai Anh Tuấn, Trần Văn Bính, Lương Thúy Hồng đã nhiều lần cho bị can này vay với tổng số tiền là 5 tỷ 720 triệu đồng, với lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày đến 34.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, cao gấp 5 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi với tổng số tiền là hơn 236 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo quy định tại điều 201 bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can quá trình thực hiện điều tra còn phát hiện một số đối tượng khác có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật